từ trước giờ mình chưa bao giờ mình thấy cái quả cherry Brazil mà nó to hơn quả cherry Mỹ nha các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay mình quay cái cây cherry Brazil các bạn, rất là tài sản nha các bạn. Nó đang bắt đầu chín rồi nha các bạn, này quả trời trời luôn, thấy không? Này là bạn Mỹ Dung, có rất là nhiều kích cỡ nha các bạn. Cái cây này cũng đang có trái rất là nhiều nha bạn. Cây này tầm gần 2 triệu nha bạn nè. Quả nó lớn không? Quả nó to bằng ngón tay cái của mình luôn nha bạn. Cây này nó rất là ổn định trong cái bầu. Nè, rễ nó ăn ra ngoài luôn nè các bạn thấy không? Cây này rất là khỏe, dễ vận chuyển, giao hàng toàn quốc nè. Cái này nó còn xanh, cây này là cherry lùng đó, nó cao khoảng cỡ 1m4 thôi. Nhưng mà trái rất là nhiều, cực kỳ nó thích hợp với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam mình đó các bạn. Cái lô này mình có khoảng 3.000 cây. Mới một tuần đầu tiên là mình bán đã hết đâu gần 1.000 cây rồi. Bán lẻ thôi đó. Còn khách mua sỉ thì thường sẽ mua cây giống này. Mình có cái lô này là mới vừa ra. Trái nhỏ li ti quá trời luôn á. Cây nào cũng như cái nào. Bên mình nhà vườn mình thì rất là nhiều kích cỡ. Cây to cây nhỏ gì cũng có. À đây là cái lô cherry giống nha các bạn. Cherry giống. Cái này chắc đang đi giao cho khách đây. Cái lô này mình bán cũng hơn 100.000 nha các bạn. Hơn 100.000 cây giống như thế này. Rất là khỏe, màu đất rất là ổn định. Bây giờ mình bắt đầu bán ra thị trường rồi. Cây nó khỏe mạnh rồi nha các bạn. Đây, cái lô này là hình như tầm 1 triệu nha các bạn. Lô nhỏ này 1.800.000 gì đó. Cũng đang có trái quá trời quá đất luôn à. Cây này hơi bự hơn nha các bạn. Giá hơn 10 triệu. Gốc này cũng khá là to. Cây này cũng 7-8 năm rồi á. Mà nó đang trái cũng rất là nhiều. Đúng không? Tại nhà vườn Khánh Võ nó rất là nhiều kích cỡ nha các bạn. Cái này thích hợp trồng những cái khuôn viên lớn xíu. Trái nó ra rất là xiên. Đây. Nó rất là đẹp nha các bạn. Ăn cũng rất là ngon luôn. Cherry Brazil nha các bạn, không phải là cherry Mỹ, cherry Úc nha. Các bạn đừng nhầm lẫn cherry Mỹ với Úc nha. Mỗi loại có nhiều khách hàng hỏi cái nào ngon hơn. Tuy nhiên thì mỗi loại cherry thì nó có mỗi cái đặc tính khác nhau. Nó có cái vị khác nhau cho nên là mình không so sánh được với cái này với kia. Cái này thì nếu mình ăn tươi thì nó rất là giòn, nó ngon hơn hàng ở siêu thị nha các bạn. Mình sẽ dẫn các bạn đi ra cái vườn mà mình trồng cái cây này, nó ở dưới đất. Cái này là mình trồng ở dưới đất được 3 năm rồi. Bây giờ nó đang ra bông nè. Ra bông trắng xóa cây luôn nè. Không? Trắng cây luôn rồi. Cái gốc này ra thế nó ngã rất là hay nha các bạn. Cây này hai thân. Gốc cũng khá là to. Nhiều khách hàng hỏi là không biết cherry trồng ở Việt Nam có được không. Mình nói các bạn là cái này là cherry Brazil. Khí hậu của Brazil nó cũng khá là tương đồng với lại cái khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam mình. Cho nên là hoàn toàn có thể ra trái, ra hoa và đậu trái tại Việt Nam mình nha các bạn. Tỷ lệ từ khi ra hoa và đậu trái thì gần như là 80%. Giống như là cái lô vừa rồi mà mình quay cho các bạn đó. Thì một cây của nó mà tổng thể, một cây mà lớn mà nó trưởng thành như thế này thì một mùa nó mình thu khoảng cỡ 7-8 cân đó nha các bạn. Cherry thì một năm nó ra hai mùa nha các bạn. Hai mùa. Mùa này cũng là mùa chính của nó nè. Ngoài ra thì những cái video trước thì mình cũng có những cái mẹo để cho cherry ra trái mùa. Có thể mình nâng nó lên thành một năm 3 vụ. Nhưng mà cái vụ thứ 3 thì cái tỷ lệ trái của nó ít hơn. Đây là cherry Brazil, cây đã trưởng thành. Đang ra bông rất là nhiều tại nhà vườn Khánh Võ nha các bạn. Cái lô này là lô cherry cao nha các bạn. Cherry này cao tầm khoảng 1m8 mà đang có trái rất là nhiều luôn nha các bạn. Đấy, quá trời bự luôn nè. Từ trước giờ mình chưa bao giờ mình thấy cái quả cherry Brazil mà nó to hơn quả cherry Mỹ nha các bạn. Cũng quá to à, luôn. Các bạn thấy không? Bự nè. Hãy ăn chơi. Quá trời trái luôn nha các bạn. Nè. Các bạn mua về trồng là có trái luôn. Lọ này mới vừa đậu ra. Các bạn mua lọ này trồng về vận chuyển thì nó đỡ phải rụng trái nè. Trái còn non á. Cái này khoảng một tháng, hơn tháng nữa mới chín nha các bạn. Cái lô này là mình đang đóng đi miền Tây. Cây rất là khỏe nè các bạn, có thấy không? Cái bầu đất khá là chắc chắn, ổn định nè. Không bể, không vỡ bầu được. Mình làm đã ổn định trong cái bầu bể này rất là lâu nè. Để nó ăn ra ngoài luôn, cứng ngắt. Mình bó như vậy, gửi cho các bạn là không bị hư hay hao một cái gì. Cái lá cũng không hư luôn nè. Trái trong này rất là bảo quản rất là tốt. Thấy không? Không va chạm gì hết với cái trái này, rất là gọn gàng, phải không? Xách đi cực kỳ dễ dàng. Lô này là lô lúc nãy mình giới thiệu là cherry lùng, cherry lùng
đàn nó xung xê, còn chai đi cao thân nó bự khỏe hơn. Trái thì hai bên đều giống nhau, cái thằng nào nó cũng sai trái hết trơn á. Này về tháng hơn tháng nữa chín nha. Về trồng cái chậu lớn hơn nha các bạn, cắt bỏ cái bầu đi. Quá trời quá đất luôn. Thấy không? Cái cây này là riêng cái cây này là cũng khá là nhiều trái thôi. Nè. Bạn thấy không? Cây chắc chắn khỏe mạnh. Này rễ nó ăn ra rồi nè, không có sợ vỡ bầu nha các bạn. Giao hàng toàn quốc nha các bạn. Nhận cây mới thanh toán. Bên mình là dịch vụ COD toàn quốc. Các bạn muốn mua hàng thì liên hệ qua số hotline là 0962344477 nha các bạn, hoặc là 0928487777. Hotline 0962344777, tư vấn chụp hình cây thật tại vườn. Địa chỉ vườn số 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhavườnkhánhvõ.vn.